Bây giờ thì chúng tôi sẽ rời gia đình nhà bác Tổ ở bản The Mạ để đi xuống Đình Phong, và lát nữa thì chúng tôi sẽ ăn trưa ở Đình Phong. Đi ta và hành quân vào nhà đi. Đấy. Đây là một cái bản mà đấy, anh em nhìn có một cái cây sau sau vĩ đại không? Mày sau rất là to. Đi ta hành quân vào nhà anh Ninh. Cứ hỏi vào nhà ông Ninh nhá. Không, đang bảo lái xe. Đi, đi dạo bước tí đi cho nó nhanh. Thấy cái gốc tre này nó mới, gốc tre này mới là gốc tre kinh khủng này. Mấy cái bãi tre này bên trong là cái cây cây vầu, một cái loại tre gì đó nó mọc rêu rồi, tre nó mọc rêu rồi. Đi, đi 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 nữa đi, đi nữa đi, đi nữa đi, ông cứ vào đi, đến cái bụi tre kia rẽ phải là nhà mà ấy, xem bản làng như vậy là những cái tiếng bên gà thấy đúng là cảnh ở làng quê miền núi đây các bác. Ấy, đây này, ở trên là nhà, bên dưới là nhà trâu. Những cái nhà sàn này thì ngày xưa chúng tôi cũng đã từng ở trong các gia đình thì chứng kiến, và rất nhiều lần lên đây thì một cái vùng nông thôn còn khó khăn như ở Nà Thoang này thì chúng tôi không lạ gì. Kể cả vào nhà anh Ninh cũng 5 lần 7 lượt ăn mòn bát mòn đũa đây rồi. Nhưng mà đối với một số các bác anh chị em và đặc biệt là các cháu thì có lẽ đây là những cái trải nghiệm cũng khá là lạ lẫm, thú vị, và cũng không biết có thú vị hay không, nhưng mà chắc chắn là rất là lạ lẫm. Ôi giời, Toma. Toma Eng. Ui giời, ui giời, ui sướng thế mày. Đây vẫn là những cái gốc ở cây tre mà nó này được thì thấy các treo bác thấy hết cả lên nhau, cái đường xá vẫn đi lại khá là khó khăn bởi vì nó chưa tre được nó đan xin xít vào nhau này, cho nên là đi lại cũng sao mà đổ được cái bụi tre này nhỉ. Và đây chính là cái lối lên nhà anh Hoàng Văn Ninh đây. Vẫn là cái cầu thang được xây và bên trên thì có mấy cái tay vịn bằng tre. Cách đây mười mấy năm chúng tôi đã lên ăn cưới con gái của anh ấy và sau đó còn lên vài lần. À cháu, tôi cũng không nói trước với anh em trong đoàn là nhà cửa nhà anh Ninh thế nào, và tôi nghĩ là đây là những cái trải nghiệm mà nó thực tế để mọi người sẽ tự rút ra cái cảm xúc của đấy, mình. Đấy, lên chứng kiến nhà sàn, mọi người lên đi, lên. Em chụp ở nhà sàn đã. Con anh Ninh đã có con học lớp 11, có nghĩa là cháu nội nhà anh Ninh đã học lớp 11. Đây, con trai đây rồi. Thế là chuyện bình thường, có gì đâu. Mà cứ trẻ thế này thì thôi. Sao phải con bò con mình. Đấy, 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 con trẻ đang chín chưa. Trời ơi, mày đẹp con nhé. Con này con đi học nên mày là bố. Con chào gái hay là con trai? Đấy. Hôm nay là anh chị em đưa mình được trải nghiệm toàn bộ được ở nhà sàn. Tuyệt vời. Chào bà nhá. Thế là chị đến đây giúp nấu cơm hả? Nhà chị gần đây không? Em ở thành phố. Thế mà thành phố vào là về quê quê đấy hả? Thì khi nào quay ra là vào nhà chơi được không? Ngồi đi. Đây mọi người có thể ngồi ở trên đấy và ngồi đây. Không nói thể là nó hết được. Thế là anh em mình có duyên. Đây mọi người ngồi ở bàn và ngồi đây.
Ở đây thì tiện nghi là như thế này, đây là đúng là căn nhà này thì chắc là cũng phải đến mấy chục năm rồi nhỉ. Đây là chúng em được đi trải nghiệm thêm năm đấy. Không phải là mấy chục năm đâu á. Nhà này thì trước 79 rồi. Trước nhiều. Nhà các cụ nhà cụ trước rồi. Anh chị ngồi đi, cháu ngồi đi. Anh ấy ở con trưởng thì là chị ngày bên này. Anh kia thì chị công tác ở đâu? Chị làm công nhân thôi ạ. À thế ạ. Không. Cái chị con nó học ở dưới Hà Nội không về? Nhưng mà thêm bố và mấy con vịt. Nhưng mà là bố rồi ạ. Cái đi chiều được với mẹ ạ. Ngày xưa hàng xóm là đến nhau luôn. Vì nhau thì gặp nhau thì về với nhau thôi nhỉ. Gặp nhau thế là kiểu biết nhau từ bé rồi chị nhỉ. Thế nhà chị là được mấy con? Ba đứa. Đi lên ngồi đi, xong này thì cho cháu làm được ha. Không biết chúng em toàn to béo thế này có sập nhà. Sập thì mai là tiếp, không sập thì làm. Không có vấn đề gì. Mai ra đồng chí phải làm. Nhà ở gia đình cũng không cần làm nữa. Đây là vào đến tận gia đình, tận sau huyệt của đồng bào rồi nhá. Không. Đấy, chuẩn bị là ở đây tiếng thầy đây ăn trưa gọi là kín ngài. Kín ngài. Còn ăn sáng gọi là kín lèng. Ăn tối gọi là kín chầu. Hôm nay ngày hôm nay là ngày 14 tháng 7 tiếng tài gọi là xíp xí bên chất. Kim nền xíp xí bên chất. Ăn Tết 14 tháng 7. Trên tiên là bánh nga hay bánh bánh thai. Thì ăn cơm xong là phải nếm mùi mỗi người một cái rồi. Đây là bàn bàn thờ đấy nhá. Ngay rồi anh đi ạ. Không. Giờ này không ăn được, ăn cơm không có gì đâu. Nói chung là hôm nay là Tết vui vẻ nhất. Bún khô nhá các bác nhá. Bún khô treo ở trên xào này. Đấy. Thế còn đây là bánh nhá, bánh các loại, bánh gai, bánh cho rằm tháng 7 đây. Đấy. Đấy, bánh đấy. Lòng của chúng tôi cũng giống bằng ông mà. Thế này là thích lắm rồi. Vâng, vâng. Thế đi, ngồi vào đi. Không, cứ lùi lại là được. Kéo rẽ nó ra. Đằng kia là ngồi thêm được mấy người ở giữa mà. Kéo gần vào kéo gần vào bàn thờ này. Lăng chắc à. Hôm nay đẻ không ngon nhưng bảo ngon nhé. Cháu nhé. Quay nào. Em chúc sức khỏe. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà.
một hai ba rô, hai ba rô. Thì lần sau nếu mà kín lỡ rồi tuần lên thì cũng có đồng chí bày lên theo thì cũng không bao nhiêu sự có thể mày nhờ nào cũng ra đó tuần ơi ai à cháu ơi cháu này cảm ơn cả nhà nha sức khỏe cảm ơn cháu nhà không có gì đâu các bạn là vào cùng thánh mà 14 là vào ăn cơm thế ông lên 12 rồi có thể là qua điện thoại nó chập chờn thì ông chưa hiểu hết ý thôi nói là 13 thì vào cùng thánh nhưng mà mới vào mới vào đấy ăn cơm được tôi mới vào hôm qua tôi ăn cơm cơm hết ảnh là hết phí không thấy bảnh đáng nghiệp lên để chào các sắc mình có nhưng mà lúc đang học này là nó dễ dàng tiếp cận anh như thế nào anh đã biết hết rồi không đã đến đây gia đình không có gì quản ngại cả có cái gì thì ăn cái gì mà không có cái gì thì không ăn cái gì nếu ai trách ấy trách đồng chí bảy mì lăng in kin là lăng bố mì lăng bố kin lăng bông mì là chấn các cháu các em thì chắc thì chắc đồng chí vậy ấy rồi con này nếu mà đi học xong ra trường thì bảo là lên công tác Cục Khánh hay Cao Bằng là điện vào là biết đâu nay mai nó lại lên Cao Bằng làm việc thì sao ăn là luôn cháu nha đơn giản luôn Chị, các chị. Rồi, xin mời nhá. Mày uống với bác là Phương chưa? Rồi. Bác này là bác lớn chúng mày. Mình lớn chúng mày. Cái này anh chung. Cái này anh chung. Cái này anh chung. Nào lên đi, lên chén đi, lên chén đi. Cầm chén lên đi. Vì đồng chí vừa lên lên để các anh quay cho hai đôi thôi chả hai vợ chồng với không mới rồi thì bác đi lâm tranh thủ dặn mấy chén rượu thì ra ngoài này xem cái đàn lợn nhà Hoàng Văn Linh xem thế nào cũng đang lớn bên trong kia thì vẫn ăn nhé các bác nhá cuộc chiến ăn cơm trưa vẫn tiếp tục đấy vẫn ăn đi chị ạ vẫn ăn mà ăn bơ nhà rồi vẫn đang này có bà nhà mong là hôm nay nổi hết sản phẩm tốt mới anh phải lên lồng bí mật rồi hả vào ba đây vào thì ba chén là nhóm ba mà mình có về đâu chị em mình không về qua thành phố thì nhà mấy anh em ở thành phố cả bánh ấy là ngày 3 4 5 mét thử ngon bé này thử đi no rồi biết quá bên này mình ăn bớt bớt cái bộ là nếu xuống đấy là cơ hội gặp nhau dễ lắm bỏ là đúng đa năng rồi nhưng mình khác kia đấy mình còn nó anh tiểu đường
không vào nhà ông không. Ông không có cái chuyện ông cắt chuối. Cắt chuối gì? Cắt buông chuối. Này ông Linh này, tôi bảo với ông Bảy rồi, đến nhà ông Linh tôi không say tôi không về, nhưng mà say rồi tôi phải phải về. Thăm một tí nhé. Ừ, bây giờ ra đã, ra, bây giờ ra nhá, cứ cứ biết thế nhá. Đấy. Ngày xưa vào đây ăn cưới là cái xe 16 chỗ đầu ở kia. Nhưng mà hồi đấy nó kiểu như cái mùa đấy nó khô ráo ấy thì vào đấy dễ, nhưng hôm nay nó có hơi lép bép một tí. À thế cái đường lối ra đi theo tôi à? Thế thì ra một tí nhá. Không. Đấy thế ra cánh đồng một tí. Ủa những cái gốc tre này à, nó là hoa nhà tre đấy, nhưng mà cái loại này nó cứng, cực kỳ cứng luôn. Nó rắn như này mà anh ơi. Anh biết rồi, cây này gọi cây nghẹ chứ không phải là tre được. Nó lại gần giống cây nghẹ chứ à, nó không phải à? Là nhưng mà cái này gần giống cây nghẹ thôi. Đây đây mọi người đi theo anh này cho nó nhanh. Muốn nhanh thì phải từ từ, nhưng mà từ từ là phải bắt đầu từ sớm. Bố chắc nào, chắc nổi nha. Chắc nổi tâm hay ra. Chào bà nhá. À thế à? Bà ngoại khỏe nhỉ? Bà năm nay tám mấy rồi? Chào bà nhá, bà kỳ lai pi à? Bà mày kia kỳ lai pi à? 83 rồi. 83 rồi phải không? Pet Sam. Pet Sam ra. Pet Sam pi à? Ồ, nhằng rèn lai ố. Có rèn đâu à? Có rèn lai. Bà ngoại. Bà ngoại hiếu à? À đây, đây là mà bà ngoại hiếu nhá, bà ngoại ngày. Ngày. À, bà ngoại hiếu nhưng mà vẫn còn khỏe lắm nhỉ. Yeah. Bà ngoại có cháu. Cháu vâng. Đâu vâng, cháu đi ra ngoài ngoài kia thăm một tí. Đây là bà ngoại hiếu đây à? Bà ngoại cháu. Em một kiểu ảnh với bà ngoại hiếu đây. Đây rồi, đây rồi. Ok, xong rồi. Cháu lắm. Nhá. Không không. Cháu ra đây tí. Bây giờ là mọi người thì đi ra đây, thấy cái khu nhà sàn này các bạn. Phong cảnh của một cái miền quê nghèo ở vùng biên giới các bác nhá. Đấy, nhà cửa cũng còn khá là lộn xộn với cái bài trí. Chỗ đoạn này thì là đường ra cánh đồng thì được đổ bê tông đẹp các bạn. Nói chung thì cái sự cố gắng của đồng bào ở vùng này cũng rất là tốt, nhưng mà do điều kiện kinh tế còn khó khăn này. Hỗ trợ của nhà nước thì cũng đã rất là cố gắng nhưng mà cũng còn chưa được phủ đến tận nơi nhiều. Thực sự là ra thăm đồng người thấy cảnh có hữu tình không? Cây gì đây? Cây gì đây Ninh ơi? Sao chân lợn này đem phơi nào anh? À để được lâu, ok. Dự trữ thức ăn cho mùa đông. Này trường học bên kia phải không? Đấy trường học bên này là hồi lớp bọn mình. Tôi làm cu li ở kia đây. Rồi rồi ok, lớp bọn mình đã sang đấy, bên đấy tặng quà mà, nhưng mà đường đi theo cái đường bên kia cơ. Chứ còn đây là đi mảng sông qua thì rất nhanh. Không mảng đâu. Thuyền đi. Đợt sau lên là đi qua cầu Cứng. Ừ, nhưng mà trước thì vẫn phải mảng. Qua mảng nữa. À, ngô nhá, khẩu tay nhá. Phơi ngô, phơi ngô. Ồ, lúa nhá, bát ngát. Khẩu trăm. Hai linh ba, hay là 304, hay là 405. Nhiều. Khẩu trăm có nghĩa là lúa tẻ, còn khẩu nua có nghĩa là lúa nếp. Khẩu nua là cao hơn. Kia. Kia khẩu nua đấy, nhưng mà nó chậm hơn, nó chưa ra đồng đồng. Vâng, nó dài ngày hơn. Ở đây thì nó lại hơi khác một tí đấy. Ở đây nó hơi khác. Mình cũng còn phải trên nhau mới có thể hàng tháng. Các bạn cũng nhà mình phải đổ cái này để đẹp.
thế là nó làm cầu trên kia xong nó đổ vào. Thế chỗ này là ruộng của mình, trong mình làm nhà lên là được. Cũng phải ấy, không không phải tự. Không chuyển đổi được. Không phải tự. Nó không chấp nhận. Không cho bị rõ. Đây, không có bị rõ. Như vậy là anh Ninh, anh ấy dẫn chúng tôi ra để thăm cái căn nhà mà gia đình anh ấy xây cho con trai, con dâu và các cháu đây. Một cái căn nhà xây ở phía ngoài cánh đồng gần với bờ sông các bác nhé. Cây rau chua. Thế tôi à? À, trông mình nhìn xa mắt kém. Vâng, đây là một cái căn nhà xây rất là kiên cố, xây to, rất là to. Tuy nhiên ấy thì nó còn phần chát tường sơn và một số cửa bên trên chưa làm hoàn thiện được. Khai tu, khoai. Đây là cái căn nhà của cháu Hiệu. Cháu, cái thằng lớn đây lên 11 đấy gì? Ui, nhà to vật vã nhỉ, nhà xây to kinh thật, xây được căn nhà này cũng tốn kém nhiều lắm, còn tầng trên nữa, to thế. Cái này thì hàng 100 mét vuông. Ở đây bây giờ nó cái này thì 6-7 mét. Tôi nghĩ là cái căn nhà này nó quá to, xây to quá. Xây to thì rất là tốn kém đấy các bạn. Cho nên chưa hoàn thiện được đây. Cầu thang vẫn để chơi. Cao. Ai bên nó khóa bên ngoài hay sao? Không có. Nó trong còn nó không lắp. Thôi không cần mở đâu. Có. Phía sau thì là liền với cánh đồng các bác nhá. Cái căn nhà nó to lắm, to cao. Cái sự đầu tư này là rất là lớn đấy, cho nên là cũng chưa đủ lực để hoàn thiện ngay được. Đẹp quá. Úi giời ơi. Cánh đồng đẹp. Núi non đẹp hùng vĩ. Thế tôi để trong phần ông này nhá. Bên kia cũng là Trung Quốc rồi đấy. Phía trước mặt đấy, bên kia cái núi là Trung Quốc đấy. Quê Sơn đây. Đây, đúng rõ ràng đấy. Thế bên kia núi là Trung Quốc ạ. Trong Quê Sơn xanh gần bóng mát. Làm là to rào rạc tình chuông. Ông nói hay quá. Ừ. Ở đâu thì nó cũng có cái câu chuyện. Không, nó ở đây chứ. Bọn trẻ các cháu là nó ở đây đấy chứ. Nhưng mà nó chưa làm được thì nó vẫn cứ ở thế này. Đây này, ở đây đây. Ừ, thằng Hiệu ấy, thằng con trai ấy. Đấy, thế nào nước còn chảy vào đây. Chưa có cửa, chưa có cửa thì đây này, gió nó hắt vào đây này, thế là nước nó mới chảy vào đây, chưa có cửa sổ ấy. À, cháu bơm thôi. À, bơm à? Cháu bơm vào kế. À, thế à? Ui giời, đấy. Bơm nước vào đây. Cháu bơm bằng gì? Nó chỉ tưới mấy hôm thôi, không cần bơm đâu, cái nền này không cần tưới đâu. À, bụi à? Đi. Ta ấy đi. Thôi, vào thăm thế này được rồi nhá. Thôi, vào thăm thế là được. Tôi biết được cơ sở như này rồi. Đấy. Thì có được rồi. Lên đỉnh phòng thì cứ qua đây cho. Rồi. Nhất. Đi, mình đây, cháu nội nhà bác ở đây này. Đây, mình đi, nghe chưa? Trong nhà là có 8 con, em thấy chị bảo thế. Còn đây là một con trâu với vịt, là anh tối anh ngủ ngoài này. Trong nhà là 8 con trâu. Ra cái lều với ngủ á. Gầm ấy là 8 con trâu. Thế còn đây có một con, cộng với là vịt.
Đấy, bây giờ cuộc sống là như thế mà. Có ông nào lên được đây trải nghiệm không? Sản phẩm của ai cũng lên. Để đây là lên đón. Như vậy là chúng tôi tạm biệt cái căn nhà anh Ninh ở ngoài cánh đồng ven bờ sông Quây Sơn để đi bộ theo cái đường bê tông rất là đẹp trở về bản Nà Thoang. Và lát nữa thì chúng tôi sẽ chia tay anh Ninh, thưa các bạn. Như vậy là cái con đường này cũng đi qua cái cánh đồng này rất là nên thơ đấy các bạn. Cảnh cánh đồng, cảnh thôn quê của một cái làng, một cái bản miền núi đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Bắc đây. Rồi, xin chào nhá. Xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Đấy. Con đường này ra hay nhỉ, đường sạch sẽ. Giá kể chỗ nào có đường thế này thì rất là đẹp. Nhìn vào phía bản thì chúng tôi thấy những cái rặng tre rồi là những cái cây xanh tùm, một cái khung cảnh quen thuộc ngày xưa mà ở phía miền xuôi thì bây giờ là còn ít lắm rồi. Miền xuôi thì các cái làng toàn thấy mái ngói, mái tôn chứ bóng cây, bóng tre hiếm lắm rồi các bạn. Đây là cái cây tầm gửi. Tầm gửi của cây hồng à? Ok nhỉ, tầm gửi cây hồng. Cây chốt, cây chốt. Tầm gửi quả, cái quả nó hay nhỉ? Hiếm đấy nhỉ? À, cái cây quả thạch, cây thạch à? Ô, cây này á, nó gọi là cây sộp này á, chữa người đi. Vâng, lại là con đường ở trong bản Nà Thoang các bác. Con đường trong bản Nà Thoang thì trong tương lai cũng sẽ được nâng cấp làm đường bê tông, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn đang khá là bừa bộn. Bây giờ thì chúng tôi trở về chỗ nhà anh Ninh để lát nữa sẽ chia tay anh ấy, hành quân ra phía ngoài và chuẩn bị kết thúc cái hành trình dã ngoại thực tế ở trong bản Nà Thoang Đình Phong. Thế lên xe đây nhá. Thôi tạm biệt gia đình. Dạ vâng ạ. Hẹn gặp các bác nha. Thôi. Thôi xin chào nha cả nhà nha. Tạm biệt. Xin chào. Bây giờ là rời bản Nà Thoang để lên đường ra phía ngoài. Giật cái này xong. Con xe này thì là nó sản xuất từ nó phí tiền thôi. Đi từ từ. Mà tiền triệu rồi. Nói thật với luôn nhá. Đường này khá hẹp nhưng mà không vấn đề gì. Bên năm nay không xước thì 4 5 năm sau cũng thế nào cũng xước. Nhưng mà xước trước thì cũng được. Cảnh rất là đẹp các anh. Cảnh rất là đẹp. Ô vườn sắn đây. Xước trước thì vườn đằng nào. Nói là phải đi đến 100 lần thế nào cũng không bằng lần mới xước. Đấy, có tiếng sẹt sẹt của lá cây vào. Cây ở đỉnh, cây hồng. Như chỗ này mà chèn ra là nửa bánh. Nửa bánh rồi đấy, trong chanh thì nửa đấy. Sụt sụt xe lên. Nói thật, này anh Tiến chứ. Em uống cái thằng Bình ấy, là nó lại lăn tàn đấy. Nó đã sợ rồi đấy. Thế mà vậy, mà lại ngồi với anh Tiến thì anh Tiến ép. Chủ nhà ấy chấp gì như là cho mà gài vào bánh tay được. Nếu mà uống rượu anh em mình soi cái bánh chè đấy. Cái này còn 3-40 phân nữa. Là lựa thôi. Cây này nó có cái
cứ phải lượn xem sát bên đấy. Nó hơi cong cua tí. Bình thường đường này thì bình thường, chẳng qua là mình sợ xước xe thôi, còn mình khen cái bánh có cái gì là ghê gớm rồi. Bóc hai cái là chẳng có vấn đề gì. Xước tiền triệu đây. Đấy lại còn con xe đạp đây nữa. Thôi đổ xuống. Để cho bảy mình. Thôi đây này cháu đẩy. Cháu ở bên này nó xuống. Xuống cái xe đạp mà xe rách cho mình thầy. Tại là vô liêu à. Để đưa đi. Gọi là xe không phanh, không vành, không bánh, không gác đờ bu đấy hả? Đến đấy thì có cái cây thì cũng không dám sát vào. Đúng rồi. Nó... đấy, xử lý để an toàn mà. Đấy, kia là cái núi Tà Liêng kìa. Bây giờ đi qua bản Tà Liêng mà có liệu có chạm một cái bánh không? Không, không. Nó thẳng 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 xe rồi thì dễ xử lý. Mà nó có ra thì nó chỉ đổ ra đấy rồi. Chạm vào đây cái đấy nó êm mà. Cành cây còn sợ hơn cái lốp đấy. Đấy, rồi. Đấy thì hóa ra là cái chỗ đấy người khoảng 8 con trâu ở dưới dòng trâu của anh ạ. Bắt đầu vào nha nhá. Trong kịch bản cháu bảo hôm cháu điên cô ăn cố uống rượu bên trên đầm ầm, như bên dưới trâu nó cua sừng nó ỉa lộp bộp đái tổ tổ ở dưới dưới. Đêm ngủ có nghe tiếng trâu nó đái thì tức là thế này. Tức là về mặt bản chất đây là người là ở gác chuồng trâu. Tức là ngày xưa là tức là người ở ở gác chuồng trâu. Đấy. Trên thì mấy giường ngủ này. Đây chỗ cửa mà chả ai ngủ. Chỗ cửa sau thì em vào ngồi là ai giường. Và đằng trước cái chỗ bàn nước một giường. Giờ nghỉ chứ. Bốn ơi. Đang ngủ hả? Bốn ơi. Bốn ơi. Ôi lồng mồng non nữa à. Đấy. Để vẫn TV bốn ơi. Xả khả năng là như vậy là trên đường từ nhà Hoàng Văn Ninh ra phía ngoài thì đến bản Tà Liêng chúng tôi rẽ vào nhà bác Nôm, nhưng vào tận bên trong thì cũng không thấy ai ở nhà. Chắc là hôm nay ngày Tết tháng 7 cho nên là mọi người có thể là đi ăn ở đâu đó đây. Bốn ngủ ở trong nhà ăn cơm, bây giờ mới dậy ăn cơm ở nhà Ninh ra. Nhà Ninh. Chúng tôi lại vào uống chén nước rồi để chào nhau. Thôi thôi thôi, không ấy đâu. Bây giờ chào 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 nhau cái xin phép đây. Chào nhau đây. Xin phép đây. Mời về uống nước đã. Đi cả đoàn đông người. Hơ, thế xe ở đâu đấy? Xe đi ra kia rồi. Đấy, mọi người vẫn đang đi xuống Ninh. Xuống Ninh. Nha nha. Thôi xe đâu? Tạm thế nha. Để. Xe đi ra ngoài. Vào nhà lại không thấy. Đây là ngoan con gái bác Nùm thì bắt đầu mới trên đường về nhà đây. Chắc là sang xóm. Ui. Mọi người còn đang đợi ở trên xe. Khả năng là ngày Tết rằm tháng 7 thì sang hàng xóm. Có cái dịp rẽ qua đây chơi. Chào nhau. Lấy ăn cơm ở nhà ông Ninh. Xong bây giờ là ra. Thôi không ăn. Đây là ngoan con gái của bác Nùm nhá. Cả nhà nhá. À, đây là bốn con rể. Mọi người còn cả đoàn còn đang trên đấy. Dạ. Thành ra là đây. Ở bọn rẽ qua đây để chào gia đình thôi. Đấy, hôm đấy chứ đi rồi là chứ Ninh. Thôi đi, nhỉ. Yeah. Có ngày rằm tháng 7 thì cũng không nhiều thời gian thì thôi uống với nhau một chén rượu này để không còn phải tạm biệt để gì? Chén rượu là nhé. Đi rượu với cháu đó. Chú tên gì nhỉ? Tên Nghi. Nghi. Mời chú. Về lần nào chứ? Chưa lần này mới lên. Chưa lần này mới lên. Lần này mới lên đấy. Những lần trước lên toàn anh em bộ đội đấy, còn đây là bạn học. Đi thế nhỉ? Mình ra xe đi. Nhá. Ra xe đi. Thông cảm. Thời gian. Lên.
Dạ con. Kia còn nhiều người lắm. Hơn 10 người nữa con. Vâng vâng vâng. Rồi. Đấy. Còn hơn 10 người nữa con. Đấy nhá. Thực sự là thế đấy nhá. Thế bà dạo này thế nào? Bà sẽ bà là bên thằng bà ngoại. Ừ. Thôi không gặp được. Lần sau khác gặp vậy nhá. Đây là bắt đầu là chuẩn bị lên đường nha. Thôi một lần nữa nhá. Lên thứ tổ hay là đi không, ra ngoài? Bây giờ ra ngoài thôi. Bây giờ ra ngoài thôi nhá. Đấy. Đây là chào tất cả gia đình nhá. Rồi nhá. Thôi. Vâng, vâng. Thời gian nó có hạn nhá. Vâng. Thông cảm đi. Nhá, tổng 4 nhá. Vâng. Rồi. Thôi, xin chào. Bây giờ về đấy nhá. Rồi. Đóng lại. Ok, ra đi. Thưa các bạn, chuyến đi Cao Bằng lần này là lên ăn rằm tháng 7 với bà con biên giới. Từ thành phố Bắc Giang lên đây thì trong 3 ngày qua, đoàn chúng tôi gồm các thành viên gia đình, anh em bạn bè đã có một dịp thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bác Bó, thắp hương đền thờ Hồ Chí Minh, chụp ảnh tại cột mốc km0 đường Hồ Chí Minh, rồi viếng mộ Kim Đồng. Chúng tôi còn đã được thắp hương chùa Trúc Lâm Bản Dốc, tham quan thắng cảnh thiên nhiên thác Bản Dốc, trải nghiệm khám phá tuyến mạo hiểm Ngườm Ngao, đặc biệt lại còn được thăm khu vực cửa khẩu và thăm các chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Bò Beo. Những ngày qua chúng tôi cũng đã được gặp gỡ các bà con, anh chị em thân tình tại địa phương, và rồi hôm nay có chuyến đi thực tế tại xã Đình Phong và Ngọc Côn, dự bữa cơm thân mật trên nhà sàn với gia đình anh Hoàng Văn Ninh tại bản Nà Thoang. Quả thật là những trải nghiệm ấy thì không dễ gì có được, và như thế thì cả đoàn chúng tôi đã thỏa nguyện mong ước được lên Cao Bằng trong đúng dịp đồng bào ăn Tết rằm tháng 7 năm nay 2023. Chúng tôi cũng đã được tận mắt thấy các cung đường đèo quanh co bên những dãy núi đá cao nhấp nhô điệp trùng của một miền non nước Cao Bằng. Con sông Quây Sơn xanh như dải lụa lượn bên những dãy núi, những thửa ruộng xanh mướt mát trước khi nó đổ ào ạt xuống thác Bản Dốc. Rồi bây giờ còn bao nhiêu là sản vật, quà bánh mà các anh chị em Trùng Khánh thân yêu gửi tặng. Bây giờ đây khi chia tay với các anh chị em Trùng Khánh để chuẩn bị hành quân về xuôi, xin chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe, trẻ trung để còn được nhiều lần gặp nhau. Chúng tôi còn lưu luyến mãi và tự hỏi không biết khi nào mới có dịp trở lại Cao Bằng. Thưa các bạn. Xuôi Lê Ni, hàng Bác Bó, Hà Quảng đó quê anh Kim Đồng, tới Trùng Khánh nhớ ghé thác Bản Dốc. Gian vào chùa du động Ngườm Ngao, những cô gái vai nụ cười đen say tình thân bên nhau, ta chúc đôi ba chén rượu lạc sương bánh cuốn với áp trà hoa rẻ và vít quay, từ một lần cha cùng chẳng không thể nào quên.